Xin chào các bạn quay trở lại kênh Kỹ Năng Vào Bếp. Tôi là đầu bếp Tân Quốc Vinh. Hôm nay tôi chia sẻ cái món gà quay chảo sốt Mã Lai. Món ăn này là xuất xứ từ ở chỗ Mã Lai. Phương pháp quay là sử dụng quay chảo. Rồi chúng ta thực hiện món gà quay sốt Mã Lai. Về nguyên liệu: một con gà thả cườm 1,5 kg. Rồi tiếp theo phần nguyên liệu: mạch gia, nước cốt chanh, rượu trắng, giấm, mắm tôm, con ruốc, tiêu xay, ớt bột xay, hành tím bằm, tỏi bằm, gia vị thông thường, bột ngọt, đường, dầu điều màu, màu thực phẩm, xà lách son, cà chua, dưa leo, ớt sừng. Rồi bước đầu tiên là mình thực hiện cái món này là mình phải chuẩn bị gia vị trước. Rồi chúng ta chuẩn bị phần gia vị khô: bột ngọt 20g, đường 50g, tiêu xay 3g. Tiếp theo nữa là mắm tôm ngon 50g, rồi đây là cái gia vị mình chuẩn bị ha. Rồi bước tiếp theo nữa là phần nguyên liệu: tỏi bằm 25g, hành tím bằm 25g, bột ớt xay 5g, dầu điều màu 50g. Rồi còn con ruốc là mình cho 20g. Tiếp theo mình chuẩn bị cái phần nước màu: nước cốt chanh 30g, rượu trắng 20g, giấm trắng 50g, rồi nước độc 60g, mạch gia 10g, rồi nước màu đỏ 2 muỗng canh, 1, 2. Rồi tất cả mình quậy đều cho tan cái mạch gia. Phần tiếp theo nữa là mình tạo mùi thơm: dầu ăn 30g. Rồi tiếp theo nữa, hồi nãy chúng ta mình chuẩn bị cái phần nguyên liệu để xào. Khi nào mình xào mà hử được cái mùi thơm là tiếp theo nữa là mình cho tất cả gia vị trộn đều hết để dồn vô ở trong bụng gà. Nó là chuẩn bị có mùi thơm rồi đó. Rồi khi nào hành tỏi có mùi thơm, xuống phần mắm tôm tạo thêm mùi thơm nữa. Gia vị khô mình cho sau cùng, rang cho nó thơm. Rồi mình thử được mùi thơm. Cuối cùng gia vị khô cho vô, mình tắt lửa. Rồi như vậy là mình trộn đều cái gia vị là được rồi. Bước tiếp theo nữa là mình chuẩn bị là cho phần gia vị vào vô phần bụng, nhưng mà mình phải chuẩn bị mà cái dụng cụ của đó: cây móc, cây xuyên thịt, chỉ. Bước đầu tiên bạn thao tác phần cổ quẹo xuống, rồi gia vị cho vô đây, dồn vô cái phần bụng.
Rồi khi nào bạn dồn vô cái phần bụng á, bạn phải nhớ giọng cho nó xuống, giọng phần này. Rồi trong phần bụng á, bạn chỉ cho ba giá này thôi, còn lại lát nữa khi nào mình quay xong, trong phần bụng là có cái phần nước sốt của đó, rồi sau mình pha chung luôn để làm nước chấm. Rồi phần này đây vừa thôi, nếu mà đầy quá nó sẽ tràn ra. Tiếp theo nữa mai lại phần này. Đầu tiên bạn từ phần dưới kéo qua bên đây, kéo qua đẩy xuống. Qua đây mai phần này, rồi mình đi ngang mai phần dưới này, đi ngang, rồi mình từ từ đẩy lên. Rồi tiếp theo nữa qua phần này, rồi cuối cùng thêm một khâu nữa là xong. Hãy qua đây đó. Rồi sau đó bạn phần này dùng cái chỉ siết vô lại. Rồi những cái phần này mình mai xong nọ chứ vậy, phải không, cắt bớt cái phần khúc đầu. Tiếp theo phần sau cắt bớt. Rồi còn lại phần này bạn phải gom vô cho nó giữ lại cho nó kín này. Rồi dây từ phần dưới đây đi một vòng, kéo qua bên này một vòng qua phần này, xếp lại cho đó. Rồi trước khi mình kết thúc cho đó là một vòng quay bên đây, giữa phần này nè quay qua bên này trước đó, bên phải bên này cái bên trái quay về. Rồi kết thúc cho đó, siết lại, siết vừa thôi. Nếu bạn siết quá mà nó bị rách cái da. Rồi sau đó mình kết thúc một vòng, thêm một vòng nữa. Rồi vẫn còn lại xong hết. Rồi bạn thử coi mà nó có chảy nước xuống không, có nước sót xuống không đó. Là không có là hoàn thành rồi đó, hoàn chỉnh. Những phần này mình thu gọn, mình dùng cây kéo cắt bớt cho nó gọn bớt. Rồi chúng ta mai xong hết, nước sốt không chảy ra, mình thu gọn những phần này, cắt bớt cho gắn bớt đi. Này rồi bạn coi thử coi là hết rồi đó. Rồi sau đó tiếp theo nữa mình phải tạo cái da giòn. Bước đầu tiên thực hiện là mình phải sử dụng nước sôi. Rồi trước khi mình bắp vô cái phần cái cánh, xuyên qua hai bên để cho đó, lát nữa mình để cho nó thổi gió. Phần đầu mình dùng cây xuyên chặn ngang mà cái vòng của vòng tròn đây xuyên qua đây cái phần mũi. Rồi bước tiếp theo nữa là nước sôi. Mình phải xối da để cho nó săn đều hết luôn. Rồi săn đều rồi đó, săn đều xong hết, bạn dồn kỹ trước sau săn đều. Rồi tiếp theo nữa là mình vét phần màu lên để tạo cái da giòn, vét đều hết, quét vô là cỡ chừng 2-3 lần để cho nó thấm đều. Rồi sau đó màu đều hết, mình để thổi gió 1 tiếng. Nếu mà phương tiện có ánh nắng bạn phải phơi nắng nó lẹ hơn, còn không có là bạn phải sử dụng phơi gió trong thời gian nó khô là 1 tiếng. Rồi bạn thấy nè,
là đều hết rồi đó. Rồi để chúng ta hoàn chỉnh là cái khâu lên màu. Rồi bây giờ mình đem đi, rồi thổi gió một tiếng. Bước tiếp theo là mình phơi gà một tiếng đủ giờ, cái da sẽ khô. Rồi tiếp theo nữa là mình chuẩn bị xối da giòn. Trước khi bạn xối da giòn, bạn phải xăm để cho xị bớt cái hơi, cái ức, xăm sơ qua phần đùi. Nếu bạn không xăm sơ qua lát được, mình xối vào nó sẽ căng nó sẽ mà nó cái da sẽ bẻ. Vài cái thôi, phần ức, phần đùi thôi. Rồi chúng ta bắt đầu, rồi chuẩn bị xối. Rồi nhiệt độ dầu nóng là 160, rồi bắt đầu xối. Xối khi nào vàng đều mà tương đối là cỡ 20 phút. Nhiệt độ giữ 160. Rồi như vậy là mình thời gian đủ 20 phút. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành món gà quay chảo sốt Mã Lai. Rồi món này là cái đặc trưng của đó là mùi mắm tôm thơm, mà da giòn, thịt là mềm, mà trong phần bụng là ướp phần nước sốt sẽ tạo được thêm mùi thơm. Rồi chúc các bạn làm tại nhà thành công. Hẹn gặp lại kỳ tới kỹ năng vào bếp. Xin chào các bạn. Thank you.